Tỷ lệ chọn đúng ý anh chứ? Đại ca yên tâm, em làm theo đúng lời anh dặn, tỷ lệ vẫn như cũ. Dập nhãn cẩn thận đấy, làm thương hiệu đấy. Em biết rồi. Nam ơi. Dạ. Bố trí canh gác như nào rồi? Dạ, em mới tăng cường thêm 20 thằng nữa để canh cả vòng trong và vòng ngoài 24/24, đảm bảo với anh là đội bắt sức, phải bắt nhập. Dương hết găng tay lên, cho chúng nó nghe một thông tin từ xa, có biến cái cho nổ hết chỗ này luôn. Dạ. Ở đây chỉ tuyển những thằng giỏi võ và bắn súng tốt thôi. Được, cẩn thận không thường. Cái, mấy con đào đâu rồi? Dạ, việc đó thì đại ca yên tâm, em cũng vừa tuyển được gần chục em để về lo cơm nước và hầu hạ cho anh em thợ, tất cả đều ở phía sau. Tốt đấy. Mà này, tuyệt đối không cho chúng nó lọt ra ngoài. Dạ, em hiểu. Mà đại ca, hàng xong rồi thì làm gì tiếp đây anh? Cứ ngụy trang cẩn thận, rồi sẽ có xe con lấy, đừng chờ sao cả. Dạ, em biết rồi. Đại ca cứ yên tâm ra ngoài đi, ở đây em sẽ xử lý. Khi nào xong việc em sẽ điện đại ca. Nói tất cả anh em chuyển về hết kênh của mình, nghe ngóng tình hình xem bọn công an có động tĩnh gì, báo lại ngay nhá. Dạ. Bây giờ nếu đưa đội giả phá miền vào sẽ động ngay. Tầm này người của thằng Tông vẫn đang dọn dẹp. Này, liệu có sơ đồ bãi mìn thời chiến tranh không nhỉ? Tôi đã trao đổi với bên tỉnh đội rồi, họ nói không có đâu. Vì cả ta và địch cùng gài. Nơi đấy là thông qua mấy cửa bên kia biên giới. Cả thám báo địch và đặc công ta xưa đều đi tắt qua đó, chết vô số. Giờ sau bao nhiêu năm không biết xáo trộn như thế nào. Hay ta vụt ngay khi nó đặt chân vào tỉnh. Như thế là bắt non. Cùng lắm thì cũng chỉ bắt được mấy thằng áp tài hạc. Cái chính là chúng ta phải bắt được thằng bán, thằng mua và kể cả những thằng trung gian nữa. Vậy chỉ còn cách đi qua thung lũng mình. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ thương vong nhiều lắm. Chúng ta sinh ra không để tránh những thứ đó. Cho nên phải tính toán thật kỹ lưỡng. Vào ngày hành quân, cần phải đem theo phương tiện giả phá mìn. Trận này ta phải phối hợp với quân đội. Ngày tối nay tôi sẽ liên lạc với tỉnh đội để bàn phương án tác chiến. Nếu có bộ binh và công binh phối hợp là yên tâm rồi.